sở hữu ngay quốc tịch Grenada cho cả gia đình 4 thế hệ và hướng định cư đến Mỹ chỉ với 88.000 USD tương đương với khoảng 2 tỷ đồng Việt Nam đầu tư vào bất động sản thuộc siêu dự án Hartmann University Town, thị trấn đại học sinh thái, siêu đô thị thông minh lớn nhất tại Grenada, tập hợp các công trình tiện ích sang trọng bậc nhất trên thế giới, bao gồm các trung tâm thương mại, các trường đại học danh tiếng của Hartmann Group, các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe hàng đầu, các khu nghỉ dưỡng và khách sạn sang trọng bậc nhất, các trung tâm thể thao, trung tâm giải trí và sân vận động. Bắt đầu mọi thứ chỉ với 2 tỷ đồng, đổi một căn hộ chung cư ở vùng ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh để lấy một căn hộ cao cấp nằm ngay trong trung tâm của siêu dự án Hartmann University Town, dự án cấp title của chính phủ Grenada và đồng thời sở hữu quốc tịch Grenada cùng cơ hội định cư đến Mỹ thông qua visa E2, đầu tư quốc tịch thứ hai cho cả gia đình 4 thế hệ tại một quốc gia châu Âu ổn định và an toàn tuyệt đối, tận hưởng cuộc sống thiên đường của vùng biển Caribe với chi phí sinh hoạt dưới mức trung bình, định cư đến Mỹ thông qua visa E2 chỉ sau 2 đến 4 tháng, chỉ cần 2 tỷ đồng Việt Nam để bắt đầu cuộc sống trong mơ và mở ra nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh, học tập và làm việc cho cả gia đình 4 thế hệ. Siêu dự án Hartmann University Town, điểm đến rẻ nhất và nhanh nhất để nhà đầu tư có được quốc tịch Grenada chỉ với 88.000 USD và hướng định cư đến Mỹ thông qua visa E2. Liên hệ ngay với chúng tôi, định cư uy tín Victory. Tìm hiểu thêm về các chương trình định cư Grenada và quy trình hồ sơ tại website dinhcucacnuoc.com.